từng ngày với nhân dân ta, an ninh một ngày chỉ có dân mình. Vừa nghe chương trình phát thanh tại An ninh Tổ quốc hôm nay, chương trình do Nguyễn Huệ biên soạn, tổ chức sản xuất Thanh Tâm, chịu trách nhiệm nội dung và tác giả Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình này lần sau. Mùa sang nước bắt đầu chuyển từ hoán tại châu Âu chuẩn bị cho vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2022. Đơn vị thao của đội tuyển Nam trải qua vô từ 4 năm rồi. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin thể thao ngay sau đây của đài tiếng nói Vòng 11 VLIC 2023 tiếp tục diễn ra trong hôm nay với tâm điểm là trận đấu giữa câu lạc bộ Thanh Hóa và Đông Á Thanh Hóa, trong khi HB Đà Nẵng tiếp đón Hà Nội. Trận đấu sẽ diễn ra vào 8 giờ. Đây là trận đấu đầu trực tiếp giữa hai đội bóng đang cạnh tranh ở chức vô địch mùa này. Rạng sáng nay, đại diện Hossein Donato Fashini thông báo trên Facebook cá nhân của mình về việc tiền vệ Mỹ Thanh Hóa của tay Paul Epsa cho cả câu lạc bộ Thanh Hóa đã chấp nhận yêu cầu này. Sau khi bắt đầu chuyến thăm tại Seoul, đội thể thao Đông Nam Á ASEAN Paragames 2 ngoài Russia cầu lông judo bóng bàn trong hưởng các môn thi đấu của đoàn Việt Nam trong ngày hôm nay sẽ là điểm tin khi mà các vận động viên được dự báo sẽ có huy chương khi tham gia tranh tài ở hạng thông tập quốc tế 7x56 chạy 1500m nam tê 46 chạy 100m nam tê 46 chạy 100m nam tê 42. Đặc biệt ở hai nội dung là nữ F55 của đại hội thì các vận động viên Việt Nam giành được 52 huy chương các loại, trong đó có 18 huy chương vàng. Trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn Indonesia độc chiếm ngôi đầu khi giành được tới 30 huy chương vàng, đoàn Việt Nam đứng thứ nhì 8 huy chương vàng và vị trí thứ ba thuộc về đoàn Thái Lan với 15 huy chương vàng. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé.